bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Công Phượng khiến thầy Park thêm khó nghĩ, Quang Hải sẽ đá ở đâu? Ở trận đấu tập cuối cùng với các đàn em đội tuyển U22 vừa qua, tiền đạo Công Phượng tiếp tục tỏa sáng khi lập một cú đúp. Như vậy trong hai trận đấu tập với đội tuyển U22, tiền đạo Quê Đô Lương là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho những chiến binh sao vàng với 3 pha lập công. Trên hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện có tới 4 cầu thủ đang có phong độ cao là Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức. Ngoài Công Phượng như đã nói ở trên, người bạn thân của Công Phượng là Văn Toàn cũng đang chơi thăng hoa ở mùa giải năm nay và dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng. Còn Tiến Linh đang cho thấy anh là cầu thủ thích hợp nhất ở vị trí trung phong cắm và cũng ghi được chỉ kém Văn Toàn có 1 bàn. Trong khi Văn Đức cũng có một mùa giải ấn tượng với những siêu phẩm xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá. 4 cầu thủ này mỗi người một vẻ và đều xứng đáng có mặt trong đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup sắp tới. Tuy nhiên với sơ đồ chiến thuật ưa thích 3-4-3, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có thể sử dụng được 3 cầu thủ trong mỗi thời điểm. Điều đó có nghĩa là chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định để một trong 4 tiền đạo xuất sắc này trên băng ghế dự bị. Đây sẽ là quyết định khó khăn của thầy Park nhưng cần thiết bởi chúng ta sẽ có 3 trận đấu quan trọng trong 8 ngày. Nếu không có những cầu thủ chất lượng trên ghế dự bị, những chiến binh sao vàng sẽ khó có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra là giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Với 4 trận sút xuất sắc kể trên, việc chọn 3 người đá chính trong mỗi trận đấu đã là việc không đơn giản đối với thầy Park. Thế nhưng sẽ còn khó khăn hơn đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc khi phải tìm cách bố trí sắp xếp một vị trí trong đội hình chính thức cho trò cưng Quang Hải. Khách quan mà nói, Quang Hải hoàn toàn có thể chơi tốt trên hàng công ở vị trí tiền đạo cánh hoặc hộ công phía sau trung phong cắm. Tuy nhiên nếu để cầu thủ người Đông Anh chơi ở vị trí này thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tung vào sân 2 trong số 4 tiền đạo xuất sắc kể trên và đẩy 2 người còn lại trên ghế dự bị. Điều đó xem ra là một sự lãng phí nếu nhìn vào những gì mà 4 tiền đạo đã thể hiện trong suốt chặng đường đã qua của mùa giải năm nay, nhất là nếu người ta đặt lên bàn cân để so sánh với màn trình diễn khá nhạt nhòa của Quang Hải kể từ đầu giải. Thế nhưng thầy Park có lẽ cũng sẽ không đành lòng để gạch tên cậu học trò cưng Quang Hải khỏi đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Trong 22 trận đấu chính thức trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo mới chỉ duy nhất một lần để Quang Hải dự bị trong trận đấu gặp Afghanistan ở vòng loại Asian Cup năm 2019. Giải pháp dung hòa là kéo Quang Hải về vòng tròn trung tâm để tận dụng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng của anh. Khi đó đội tuyển Việt Nam cần một tiền vệ mỏ neo làm nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng để Quang Hải rảnh chân làm nhiệm vụ chia bài và phát động tấn công. Tùy từng đối thủ và tùy từng thời điểm khác nhau của trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cách sử dụng Công Phượng cũng như Quang Hải khác nhau để phù hợp. Hãy tin là như thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 24 giờ TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.